Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nữ mạng. Ở giai đoạn vận chính năm của đời người, lục thập nhi nhĩ tuần, những người tuổi 1961 đã có sự thấu hiểu nhân sinh, coi nhẹ việc được mất, sống an lạc, hưởng phúc phần trọn vẹn cuối đời. Nếu quý gia chủ sinh năm 1961 vô tình xem được video của chúng tôi ngày hôm nay và có nhã hứng với bộ môn tử vi số mệnh thì hãy nán lại một vài phút để có thể cùng đàm đạo về vận trình cuộc sống và biết đâu sẽ giúp cho quý vị cảm thấy trân trọng sinh mệnh và sống có ý nghĩa hơn. Gia chủ nữ mạng Tân Sửu sinh năm 1961 có cung mệnh thuộc cung Đoài, mạng Bích Thượng Thổ, đất trên vách, xương con trâu, tướng tinh con đời ươi, bà chúa tiên độ mạng. Có thể gói gọn tổng quan cuộc đời quý gia chủ tuổi Sửu sinh năm 1961 nữ mạng qua bài thơ sau. Tân Sửu mạng thổ cung Đoài, đất ở đầu vách ít ai quốc đào, tháng riêng lỗi số biết bao, thu đông cũng cực, số sao hẩm hiu. Số này khắc mẹ khắc cha, gần nhau xích mích đi xa lại buồn, tánh người, nòi giữ, nói hung, khẩu xà tâm Phật nói rồi bỏ qua, gái thì lập nghiệp phương xa, tình đầu luống chịu, về chiều buông mai. Châu hay trời đã an bài, tu nhân tích đức để dày mai sau, trời Phật tin tưởng phụng thờ, cho nên hậu vận mới nhờ tấm thân. Tổng quan, nữ mạng Tân Sửu gặp nhiều hay đẹp trong chuyện tình duyên, ở vào tiền vận, cuộc sống có nhiều vất vả, khó khăn, sang đến trung vận sẽ dễ dàng hơn. Gia đạo sự nghiệp phải trải qua không ít lần đổ vỡ mới được vẹn toàn, đến hậu vận sẽ được sung sướng thảnh thơi. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 76 đến 82 tuổi. Những người sống lương thiện, tích phúc, tích đức, làm nhiều việc tốt sẽ được gia tăng tuổi thọ. Tình duyên, chuyện nhân duyên của nữ mạng Tân Sửu được phân chia thành 3 trường hợp sau. Những người có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên khi sinh vào các tháng 4 và 9 âm lịch. Những người có chuyện tình duyên thay đổi 2 lần trong cuộc đời khi sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8 và 10, 12 âm lịch. Đường tình duyên thuận lợi không phải trải qua sự thay đổi nào đối với những ai sinh vào các tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch. Gia đạo công danh. Gia đạo của nữ mạng Tân Sửu được yên ấm, yên vui khi ở vào tiền vận và trung vận. Công danh có nhiều thuận lợi ở tiền vận, sang trung vận và hậu vận thì không được như vậy. Sự nghiệp có nhiều may mắn được vẹn toàn vào năm 32 tuổi, tài lộc dồi dào, được đủ đầy khi ở trung vận, tuổi hợp làm ăn. Muốn thu về được kết quả như mong muốn trong chuyện làm ăn thì tốt nhất tuổi Sửu nữ mạng nên chọn các tuổi sau đây để hợp tác hoặc làm đối tác trong làm ăn. Đó là những tuổi Quý Mão, Ất Tỵ và Kỷ Dậu. Lựa chọn vợ chồng, những tuổi hợp nhất cho nữ mạng tuổi Tân Sửu kết hôn đó là Quý Mão, Ất Tỵ, Kỷ Dậu, Canh Tý và Kỷ Hợi. Năm tuổi này rất hợp với tuổi Tân Sửu nữ mạng, hợp cả tình duyên lẫn tiền tài. Nếu lựa chọn kết hôn với những tuổi này, cuộc sống của bạn sẽ vô cùng viên mãn và không có gì cần phải lo nghĩ. Nếu như nữ mạng Tân Sửu kết duyên với những nam mạng tuổi Nhâm Dần và Mậu Thân thì chỉ được về đường lợi tình duyên, tài lộc lại không hợp, cho nên cuộc sống vợ chồng chỉ dừng ở mức vừa đủ về tiền tài, nhưng tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng, thắm thiết. Tránh kết hôn với hai tuổi Giáp Thìn và Bính Thìn vì hai tuổi này không hợp với Tân Sửu nữ mạng cả về tình duyên và tiền tài, sự nghiệp. Vì thế cuộc sống sau này sẽ phải vất vả về tiền bạc, hạnh phúc cũng khó được bền lâu. Vào các năm 18, 20, 26, 30, 32, 38 và 42 tuổi, bạn không nên kết duyên vì đây là những năm xung khắc trong những đường tình duyên của bạn. Nếu nhất quyết kết duyên thì bạn nên xem kỹ ngày giờ, sẽ giảm bớt được chuyện không hay xảy đến. Ngoài ra bạn cũng cần phải chú ý đến một số hạn theo năm gây ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Ví như trong năm nay, mệnh chủ gặp phải hạn thiên la, cần đề phòng cảnh chia ly xa cách phu thê. Mọi việc cần phải nhẫn nhịn để gia đạo được bình an, êm ấm và hạnh phúc. Chớ nên vội vàng phán xét bất kỳ vấn đề nào hay ghen tuông vô cớ, tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng. Không may chuyện bé xé ra to, lục đục. Để có thể hóa giải hạn này giúp gia tăng tình cảm vợ chồng, gia đình luôn hòa thuận, yêu thương nhau. Nữ gia chủ Tân Sửu sinh năm 1961 có thể tham khảo sử dụng pháp khí hòa hợp hàng đầu trong phong thủy. Chỉ với một vòng tay tam hợp, bản mệnh sẽ cảm thấy cuộc sống và các mối quan hệ trở nên chất lượng hơn. Mang theo vòng tam hợp phù trợ cho tuổi của mình sẽ giúp bản mệnh tăng cường hòa hợp vợ chồng, hóa giải mâu thuẫn, đem lại cuộc sống gia đạo yên ấm, bình an. Cụ thể với nữ mạng Tân Sửu sinh năm 1961, Phong thủy Gia Cát khuyên gia chủ nên sử dụng vòng tam hợp Quý Thần, Tỵ, Dậu, Sửu.
Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với ba viên mã não màu đỏ, khắc hình ba linh vật, tỵ, dậu, sửu, mang năng lượng hội tụ, tương hỗ cho gia chủ rất tốt. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, dần, ngọ, tuất cũng cần phải được hướng dẫn khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để có thể phát huy được công năng tối đa tốt nhất. Tuổi đại kỵ, Tân Sửu nữ mạng không nên kết hôn hay hợp tác làm ăn với những người tuổi xung khắc bao gồm Tân Sửu, Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Mậu Tuất và Ất Mùi. Nếu kết hôn thì vợ chồng xa cách, nếu làm ăn thì thua lỗ thất bại. Mọi việc cần phải hết sức thận trọng và giản dị khi gặp tuổi đại kỵ. Nếu hai người vẫn muốn kết duyên thì không nên cưới hỏi linh đình mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Nếu người thân trong gia đình phạm tuổi đại kỵ thì nên thành tâm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ách. Năm khó khăn nhất, khi ở độ tuổi 24 và 26, 31 thì bạn sẽ gặp phải vô vàn khó khăn, thử thách. Vì vậy trong những năm này, bạn cần phải hết sức cẩn thận trong mọi chuyện, sẽ tránh được tai họa như ốm đau liên miên, hao tốn tiền của. Đặc biệt trong năm nay, bản mệnh cần phải hết sức chú ý cẩn thận do gặp sao Thái Bạch chiếu mạng. Đây là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Để hóa giải vận hạn, giảm thiểu rủi ro, nữ chủ sinh năm 1961 nên thỉnh sẵn một pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh của nhà Phật để an tâm hơn. Vật phẩm mang ý nghĩa Phật pháp to lớn, được chế tác từ bạc S999, mặt trước là biểu tượng của bát bảo nhà Phật, mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm này bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho mọi việc suôn sẻ, thuận buồm, sức khỏe an khang, có hạn đau ốm sẽ được giảm nhẹ, tai qua nạn khỏi. Hơn nữa, vật phẩm cũng được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng trước khi đến tay của gia chủ, nên sẽ phát huy được công năng tối đa tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của gia chủ ứng nghiệm thành công. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, Tân Sửu nữ mạng nên chọn xuất hành vào giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn thì mọi chuyện đều được suôn sẻ, may mắn, mưu sự ắt thành, đại cát, đại lợi, diễn biến từng năm. Từ 20 tuổi đến năm 25 tuổi, chuyện tình duyên có nhiều phiền muộn, đau buồn vào khoảng thời gian này, tình cảm có nhiều thiếu thốn. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, vào những năm này, cuộc sống của bạn vô cùng khấm khá, mọi chuyện từ tình cảm đến tài vận và cuộc đời đều gặp may mắn. Nếu bạn có ý định hợp tác kinh doanh vào khoảng thời gian này thì nên thực hiện vì sẽ thu được nhiều thành quả ngoài sự mong đợi. Từ 31 đến 35 tuổi, chuyện công việc không gặp thuận lợi vào những năm này, có hạn nhẹ vào năm 32 tuổi và năm 33 tuổi, không nên đi làm ăn hay du lịch xa, sẽ tránh được hao tài tốn của. Năm 34 và 35 tuổi, có lộc trong đường làm ăn và tài vận, mở rộng kinh doanh, giao thương hay đầu tư cho những dự định lớn sẽ thu về nhiều những thành quả tốt đẹp. Từ năm 36 đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi, chuyện công việc ở mức khá, gia đạo yên ấm, đầm ấm. Từ năm 37 tuổi và 38 tuổi, nhiều cơ hội thuận lợi cho công danh sự nghiệp, tài vận dồi dào. Năm 39 và 40 tuổi, tiền tài vô cùng phát đạt, chuyện tình cảm phát triển tốt đẹp. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, cuộc đời có nhiều hay đẹp vào những năm này. Cuộc sống ngày càng no đủ, không nên hợp tác kinh doanh hay mở rộng làm ăn, cũng như giao thương sẽ tránh được những hao tổn không đáng có. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, có nhiều cơ hội thuận lợi cho sự phát triển và vẹn toàn, tiền tài dư giả, chuyện công việc suôn sẻ vào khoảng thời gian này. Nếu mở rộng kinh doanh hay hùn hạp đầu tư, thực hiện những dự định lớn chắc chắn sẽ thu về nhiều kết quả đáng ngạc nhiên. Có hạn nặng vào tháng 2, năm 47, cần phải cẩn trọng trong mọi việc sẽ tránh được tai họa. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, năm 51 tuổi, mọi chuyện đều bình thường, không có biến cố nào lớn xảy đến với Tân Sửu nữ mạng. Cần phải thận trọng trong công việc sẽ tránh được hao tài tốn của, hay gây ra những ảnh hưởng xấu tới gia đình. Sức khỏe trong những năm này giảm sút, cần phải thận trọng những bệnh của tuổi già. Từ năm 56 đến năm 60 tuổi, mọi việc đều bình ổn vào thời gian này. Từ gia đạo, tài vận đến chuyện tình cảm, dành nhiều thời gian quan tâm đến sức khỏe, bản thân và gia đình, con cái sẽ tốt hơn. Dựa trên số tử vi, mặc dù không thể khẳng định chính xác hoàn toàn, nhưng cũng phần nào giúp quý bạn chủ động hơn về cuộc sống của chính mình. Và nếu như quý vị gia chủ muốn nghe thêm các chủ đề liên quan thì hãy đăng ký kênh Phong Thủy Gia Cát để có thông tin hữu ích thêm quý vị nhé.
Chúc quý vị an khang, thịnh vượng, vạn sự an nhiên.